Xin chào mọi người đã quay lại với video phần 3 của mình hướng dẫn phần áo. Mẫu áo mình đã hướng dẫn là áo hè 2T05/2021. Ở đây mình đã nhờ các bạn móc lên cho mình là từ cái hàng này nè. Đó, đi lên tới cái hàng này. Có nghĩa là cái phần qua dân của mình sẽ lặp lại từ hàng 1 đến hàng 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 như thế này. Và ở đây mình lặp lại 2 lần. Và có nghĩa lúc mình lặp lại ở phần này là mình đã lên cái phần dây rồi nè. Cái dây này mình thấy nó hơi ngắn, nhưng mà một hồi để mình móc thêm một phần nữa rồi mình gáp lại xem nó ngắn không. Nếu mà nó ngắn hơn thì các bạn muốn dài hơn á, thì các bạn sẽ tăng cái phần cụm nè. Như một cụm là 4 mũi, các bạn sẽ tăng lên. Ở cái áo mẫu mình là làm là tổng cộng là 11 cụm. Nhưng mà ở phần áo này mình chỉ làm lên có 8 cụm thôi. 2, 4, 6, 7, 8 cụm ha. Đó. Nên nó hơi ngắn, nhưng mà không sao. Bây giờ các bạn cứ móc tiếp đi. Nếu mà một hồi ngắn thì mình sẽ móc ở phần phía sau, thân sau nó sẽ dài ra, thì nó vẫn đều cái áo thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp cái phần mà lên phía trên đặng chiếc cái phần cổ ở phía đây nha. Mình nghĩ nếu mà như cái phần tay áo như vậy thì mình sẽ chiết ngắn hơn một bông thôi, là mình bỏ một bông còn 7 bông ở phía trên á. Bây giờ các bạn sẽ lên cho mình tiếp tục cái hàng tiếp theo, là cái hàng nè, các bạn thấy hàng này không, là tất cả các mũi kép nè. Bây giờ mình sẽ tiếp cái hàng 1 như quay lại từ đầu á, bắt đầu lại hàng 1, lên cho mình là 4 mũi bính, 1 2 3 4, quay lại. Các bạn sẽ bỏ chân lên bính, bỏ một chân và móc chân kế tiếp một mũi kép. Thì nó tương tự như cái hàng 1 thôi, các bạn cứ lên một bính, bỏ một chân và móc một mũi kép. Các bạn sẽ móc hết hàng cho mình. Các bạn sẽ móc như thế này cho mình tới cuối hàng, không phải tới cuối hàng đâu, nhưng mà các bạn sẽ móc nè. Ở đây là mình sẽ bỏ phần nửa cụm này ra, 2 4 6, các bạn sẽ đếm tới 6 cụm đi. Đó, các bạn xem tới 6 cụm này cho mình. Là tới 6 cụm này thì mình sẽ chiết cổ nha. Các bạn chừa khoảng tầm 6-7 cụm thì mình sẽ quay lại hướng dẫn các bạn tiếp tục. Như hồi nãy mình nói các bạn á, thì mình sẽ chừa lại tổng cộng là 2 4 6 cụm như thế này nè, tới cụm thứ 7 nè. Nhưng mà mình nghĩ là do cái phần áo này mình làm cái tay nó hơi ngắn, nên các bạn nếu mà muốn mà cổ rộng thì các bạn sẽ chừa xuống. Còn ở đây mình không thích cổ rộng, mình thích cổ hơi sát một chút xíu, nên mình sẽ chừa nó ngang với cái phần tay áo luôn. Nên mình sẽ bỏ ngay cái cụm này, mình chừa 2 4 6 7, mình sẽ bỏ luôn cái mũi này luôn. Đó, mình sẽ móc ngay đây và sau đó mình sẽ móc xuống, mình sẽ móc mình sẽ móc kế đây một mũi nữa nè, một mũi kép nữa để thành hai mũi kép đôi nè, thấy không các bạn? Thấy không, nhớ là các bạn chừa cho mình là 2 4 6 7 cụm. Các bạn canh đi, các bạn canh, các bạn chừa làm sao mà cho nó một hồi mình sẽ móc được một cái đầu nó như thế này, hai cái mũi chậm đầu như vậy nè. Đó, nếu mà ở đây các bạn tăng dài lên thì cái phần nách mình sẽ rộng ra thoải mái hơn, tại vì cái áo trước, áo mẫu mình là mình làm phần nách nó rộng rồi, với phần ngang nách mình đã thử là nó khoảng tầm 9 cm, còn ở đây mình lên là 11 cm nè. Nếu mà hai cái cộng lại 11 với 11 là 22, 22 cộng 9 nữa là ra 31 cm đó. Nhưng mà còn tùy độ co giãn nữa, các bạn có thể tăng lên để cho nó rộng rãi. Thường thường nách thì nếu mà rộng rãi khoảng 30 35 36 á, còn đây mình làm nhỏ. Bây giờ cái hàng đầu tiên mình chiết cổ mình sẽ kết thúc tại đây. Các bạn đếm 2 4 6 7 cụm, mình sẽ móc tới mũi thứ hai ở cụm thứ 7 nè. Bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi bính, quay ngược lại móc tiếp cái hàng kế tiếp. Cái hàng kế tiếp là cái hàng như vậy nè. Đó, nè các bạn thấy không? Đây,
lên hàng này, tất cả các mũi kép. Bây giờ ở mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép ở hàng kế tiếp, cái phần cổ áo. Ở đây mình đã móc tới phần cuối hàng thứ nhất của cái phần qua chiếc cổ nè. Bây giờ mình sẽ chừa là 2, 4, 6, 7 cụm như thế này. Nhưng mà các bạn phải móc ở vô trong cái cụm thứ 7. Lý do ở đầu nè, mình còn là nửa cụm nè. Bây giờ các bạn sẽ móc tiếp cho mình nè. Đó. Ở đây mình đã móc vô cái phần chính giữa của cái lòng mũi này nè. Bây giờ các bạn sẽ lên cho mình một bính. Sau đó bỏ chân này, móc vô cái chân chính giữa của cái cụm thứ 7 như thế này. Đó. Như vậy là các bạn đã chiết phần cổ rồi nè. Sau đó là các bạn nhớ là các bạn sẽ móc vô cái mũi chính giữa mũi thứ 3 của phần cụm thứ 7 nha. Đó, sau đó các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính, bắt đầu móc lại như cái hàng số 2 ở phía dưới đây. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ móc cho mình là tổng cộng từ hàng 1 tới hàng 6 lặp lại ở phần cổ cho mình 2 lần. Có nghĩa là ở đây mình móc hàng 1 nè, các bạn sẽ móc thêm lên hàng 6, sau đó móc lại hàng 1 và lên tới hàng 6 cho mình nữa. Nên ở khúc này mình sẽ không hướng dẫn các bạn nữa nha. Chủ yếu là ở phần chiếc cổ thì các bạn, nếu mà hồi nãy các bạn thêm cái phần tay áo dài á, thì các bạn ở đây các bạn chừa bao nhiêu cụm bất cứ cũng vậy, các bạn phải móc tới cái mũi chính giữa của cái cụm mà các bạn chừa. Chứ các bạn không có móc một mũi rồi các bạn ngưng thì nó sẽ bị thiếu ở cái phần lúc mà lên hàng thứ ba, các bạn sẽ bị thiếu cụm ngay đó. Thì tương tự như vậy các bạn sẽ móc tới cuối cái hàng thứ 6, lặp lại 2 lần cái phần từ hàng 1 tới hàng 6 cho mình ở phần cổ áo. Còn nếu mà các bạn nào mà kích thước như size lớn hơn á, thì các bạn sẽ tăng cái cụm từ hàng 1 tới hàng 6 lên thành 3 cụm. Như vậy là quá lớn luôn rồi đó. Hoặc là có thể hơn, tùy theo các bạn đo kích thước cái vòng ngực hoặc là cái cơ thể của các bạn thôi, để các bạn gia giảm cái cụm này nó lên, nó tăng hay nó giảm thôi. Bây giờ các bạn, mình sẽ gặp lại các bạn ở hàng thứ 6 của cái lần thứ 2 nha. Quên nữa nè, mình cho các bạn xem mẫu cái hình nè. Đó, rõ ràng là ở đây nè, thấy không? Các bạn thấy rõ ràng là mình tăng lên 2 cụm của từ hàng 1 tới hàng 6 thấy không? Đấy, nhiều khi các bạn nói tại sao mà mình tăng lên 2 cụm từ hàng 1 tới hàng 6. Lý do là cái phần áo mẫu của mình như vậy. Còn phần tay áo thì tùy các bạn tăng giảm cho nó rộng hay không rộng thì tùy thôi, chứ nó không có quan trọng. Đây, ở đây mình đã móc xong được 2 cái cụm từ hàng 1 tới hàng 6 rồi nè. Đó, các bạn thấy không? Và cái hàng cuối cùng của mình là bắt đầu là hàng số 1. Sau khi mà mình móc tiếp tục cái hàng số 1 lần thứ 3 thì mình sẽ làm một dãy bính nó bằng với cái dãy bính mà bên đây nè, cái phần như cái phần cổ đi lên phần vai. Các bạn nhớ đếm nha, có nghĩa là bây giờ các bạn sẽ đếm cho mình nè, bỏ cái chân mà có mũi móc ra, các bạn sẽ đếm cái chân mà không có mũi móc còn lại và đếm tới cái chân cuối cùng đây, và sau đó các bạn sẽ lên cho mình là thêm hai mũi bính nữa. Thì ở đây mình lên là mình lên tổng cộng là 33 mũi bính nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái hàng thứ 2 của cái phần chát hoa văn nha. Mình sẽ bỏ cái mũi này ra và mình móc tiếp cái phần hàng thứ 2, có nghĩa là mình móc tất cả các chân đều là mũi kép hết trơn luôn. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình nè. Bạn sẽ đâm kim vào, móc mũi chát chủ yếu là cái phần nối lên cổ, thì các bạn đếm số chân rồi các bạn móc lên mũi bính cho mình, và thêm mấy cái mũi đầu vòng để mình lên. Ở đây mình sẽ thêm một mũi đi, là tổng cộng là 34 mũi, thì nhiều khi nó bị thiếu mũi ở phía trong á. Rồi bây giờ mình sẽ móc nè, các bạn sẽ móc vô cái chân thứ 4 cho mình. Mũi kép
Tiếp tục các chân còn lại đều là mũi kép hết cho mình. Các bạn sẽ bóc hết một hàng này toàn mũi chát cho mình, có nghĩa là cái hàng thứ hai á. Đây mình đã xong cái hàng thứ nhất, mình lên phần cổ nè. Bây giờ mình nói lại một lần nữa cái phần cổ này nha, có nghĩa là các bạn sẽ đếm cái phần cổ phía bên đây còn bao nhiêu mũi thì các bạn sẽ bắt lên cho mình bao nhiêu chân bính, và sau đó các bạn sẽ thêm cho mình hai chân bính để tạo thành cái mũi đầu tiên nè. Đó, ở đây thì mình đếm được 28 mũi thì mình sẽ móc lên là tổng cộng là 28 chân là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Mình móc lên 28 mũi bính và sau đó mình thêm 2 mũi bính nữa cho mình là 30 mũi á. Để mình được như thế này, hồi nãy mình có lộn là 33 nhưng mà thật sự mình móc chỉ có 30 mũi thôi. Sau đó mình sẽ móc lại ngược lại là tất cả các mũi kép để tạo nên cái hàng này, là mình tính là cái hàng số 2 của phần chát nè. Đây mình cho các bạn xem cái phần chát mỏng nha. Đây phần đây nè, các bạn thấy không, hiện tại là mình đang ở cái hàng này của cái phần dây nè. Bây giờ các bạn sẽ móc tiếp tục lên cái hàng thứ 3, 4, 5, lặp lại đến cái hàng mà thứ 2. Các bạn sẽ lặp lại ở đây từ hàng thứ 3 đến hàng thứ 2 của phần chát hoa văn cho mình. Giống như bây giờ mình đã móc được hàng 2 rồi nè, các bạn sẽ móc tiếp tục lên 3, 4, 5, 6. Sau đó các bạn sẽ quay ngược lại hàng 1 và tiếp tục móc hàng số 2 cho mình. Và mình sẽ quay lại hướng dẫn các bạn cách chiết nách. Thì tương tự thì ở đây mình đã móc xong cái hàng này rồi. Bây giờ mình sẽ móc tiếp tục nè. Mình sẽ lên, các bạn sẽ lên cho mình là 3 mũi bính để móc hàng 2 nè. Sau đó quay lại móc vô chân thứ nhất, kế tiếp là tạo thành 2 mũi kép chụm đầu, sau đó lên 5 mũi bính. Và các bạn sẽ bỏ một chân phía dưới, móc tiếp tục 3 mũi kép chụm đầu. Như thế này. Sau đó là 5 mũi bính. Tiếp tục là bỏ một chân, móc 3 mũi kép chụm đầu. Đó, như thế này. Thì tương tự như phần chát hoa văn ở hàng thứ 2 thôi, các bạn sẽ móc hết hàng này và lặp lại tới một lần nữa hàng thứ 2 cho mình.